Trên thế giới có phượng hoàng không? Phượng hoàng, hay còn gọi là Phoenix trong tiếng Anh, là một loài chim huyền thoại xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và thần thoại trên thế giới. Dưới đây là một số điểm nổi bật về phượng hoàng trong các truyền thuyết. 1. Thần thoại Hy Lạp và La Mã, Phoenix là một loài chim lửa huyền thoại có khả năng tự tái sinh. Khi sắp chết, phượng hoàng sẽ bốc cháy và tự thiêu, sau đó tái sinh từ đống cho tàn. Điều này làm cho phượng hoàng trở thành biểu tượng của sự bất tử, tái sinh và sự phục hồi. 2. Văn hóa Trung Quốc, phượng hoàng trong văn hóa Trung Quốc gọi là Phanh Hoàng, phượng hoàng là một trong bốn linh thú thần thoại cùng với rồng, long, rùa, quy và kỳ lân, lân. Phanh Hoàng đại diện cho nữ giới và sự hài hòa âm dương khi kết hợp với rồng, đại diện cho nam giới. Nó biểu trưng cho sự thịnh vượng, đức hạnh và ân sủng. 3. Văn hóa Ai Cập cổ đại, BNU là loài chim tương tự Phoenix trong thần thoại Ai Cập. BNU liên quan đến các chu kỳ mặt trời và là biểu tượng của sự tái sinh và sự sáng tạo. Dù Phượng Hoàng không tồn tại trong thực tế, hình ảnh và biểu tượng của nó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong nghệ thuật, văn học và văn hóa của nhiều quốc gia. Phượng Hoàng thường được dùng để truyền tải các thông điệp về sự kiên cường, tái sinh và hy vọng.